Trong vòng 3 năm trở lại đây, dường như thị trường casual dancing có phần yên ắng vì vắng bóng các tựa game mới. Với những game thủ đang mòn mỏi đợi chờ, chắc chắn bê tấn sắp tới của nhà phát hành VTC Game sẽ khiến các bạn phải đứng ngồi không yên. Game Obit VTC được phát triển từ tựa game Kính Vũ Đoàn, một game casual dancing theo phong cách street dance 3D. Tựa game này được kỳ vọng sẽ khuynh đảo thị trường game casual dancing năm 2022, xứng đáng với công sức chờ đợi của làng game thủ. Về thao tác chơi, Obit VTC cũng tỏ ra tương đối quen thuộc với tất cả những ai đã từng biết đến hoặc chơi qua thể loại game vũ đạo trên nền tảng di động hay trên PC cách đây nhiều năm. Khác biệt hẳn với những tựa game casual dancing với phong cách dễ thương kẹo ngọt trước đó, Obit VTC lại đi theo concept street dance và night love cực kỳ cá tính năng động. Khi tham gia game, người chơi như được hóa thân thành những vũ công, tự tin sẽ bước xuống phố sôi động và cháy hết mình trong những bữa tiệc thời trang và vũ đạo, tự tin tỏa sáng và tha hồ thể hiện phong cách. Ngoài những tính năng nhảy đặc trưng của dòng casual dancing, Obit VTC còn cải tiến vượt bậc với những tính năng trung tâm thiết kế, cho phép người chơi tự do tiến hóa, nhuộm màu phục trang, tha hồ thể hiện màu sắc cá tính của riêng bạn. Người chơi được khám phá cốt truyện đặc sắc trong tính năng Story Mode, nhập vai một thực tập sinh nghệ thuật từng bước chinh phục ánh hào quang. Sau mỗi chắc truyện được hoàn thành, người chơi sẽ nhận được vô vàn vật phẩm giá trị. Game do VTC Game phát hành sử dụng công nghệ đồ họa 3D tiên tiến, tạo mẫu hình ảnh nhân vật thời trang đặc sắc, có thêm hiệu ứng lấp lánh cực bắt mắt. Dù vậy, trải nghiệm game vẫn vô cùng mượt mà hứa hẹn mang đến cho người chơi trải nghiệm vũ đạo tuyệt vời nhất.